Vâng, cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Việt TV cũng như là Cosmo TV, VN TV và Việt Radio và hệ thống Direct TV qua chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hùng Anh qua phần 2. Và thưa quý vị, hôm nay thì Hồng Vân đặc biệt xin bác sĩ tiếp tục trình bày về điêu khắc, và đặc biệt là điêu khắc cho thân hình của người phụ nữ. Thay vì những cái chương trình khác là quý vị đã được xem điêu khắc cho các anh, thì xin các anh vào Việt TV Facebook để xem lại cái chương trình của mình các anh nha. Thì chúng tôi có một cái có thể nói là nguyên một lĩnh vực hay một cái bộ giải phẫu. Mấy chương trình trước chúng tôi nói chơi về cái phần điêu khắc hay làm eo. Làm eo chúng tôi gọi là giải phẫu Eva. OK. Nhưng thật sự cái giải phẫu Eva này là nguyên trọn bộ, có những cái giải phẫu khác. Thì chúng ta nhắc lại đó, thì bà Eva hay bà Eva đó là hồi xưa là trong Kinh Thánh là từ cái vườn thiên nhiên, cái Garden of Eden, đúng không? Thì sự thật là cái người đàn bà đầu tiên đó là vừa quậy và vừa bậy. OK, quậy quá và bậy quá. Thì dịch ra tiếng Mỹ đó, nhưng mà người Mỹ cái thời nay chỉ thấy cái sự khác lạ là họ thích. Tại sao? Đó là người diva đầu tiên. Thành ra chị thấy bây giờ mấy cô mà nói là diva là họ thích làm diva lắm. Nhưng mà cái này là bà diva đầu tiên. OK. Thì chính vì mà bà quậy và rất là bậy đó, thì hồi xưa bà dính líu tới ông A-dông và nguyên cặp bị đuổi ra cái vườn thiên nhiên của Chúa. Thì cái có thể nói là cái khung người đàn bà này, cái khung cũ này là nó đã bị hư rồi, nó không có cái gì tốt. Thành ra cái giải phẫu Eva chúng tôi đặt là như vậy là để sao? Tại chúng tôi lấy cái hư cái cũ chúng tôi sửa lại để cho thành một cái gì nó tốt đẹp, nó đúng theo cái ý hơn. Thì cái đó là cái giải phẫu Eva. Thì cái nết chúng tôi không có sửa được rồi, cái khung nó có cái nết và cái nét. Cái nết thì cái đó để cho Chúa Phật phán xét, cái đó không dính líu tới tôi, đúng không? Nhưng mà cái nét đó thì chúng tôi có thể được. Người Việt Nam nói cái nết nó đánh chết cái đẹp, nhưng mà thưa chị, cái ngực xẹp, cái nết có nhiều cách mấy đi nữa thì ngực cũng vẫn xẹp. Thì nói chung cái đó là cái mà chúng tôi có thể giúp được, chứ còn cái nết thì chúng tôi như cũng bó tay. Thì cái đó là cái giải phẫu Eva. Thì trong nguyên cái bộ giải phẫu Eva đó, thì cái phần đầu tiên chúng tôi nói tới là cái phần làm eo. Đây là những cái hình mà cho những người mà không có eo hay có eo, họ muốn có eo hơn, thì nó có thể thay đổi khủng khiếp. Nó liên hệ tới cái sụn. Cái sụn tôi nói chơi là hồi đó là lấy cái sụn của ông A-dông đó, thì cái này là giải phẫu lấy sụn sườn. OK, thì chúng tôi làm nhưng mà không những như vậy, cái phần tôi che là tại không có thể nào cho quý vị thấy được. Đấy, đó là tạo qua vòng 1 và vòng 3. Thì vòng 1 và vòng 3 nó to cân xứng, và cái vòng 2 nó nhỏ đó, thì tạo ra một cái thân hình, một cái nét hourglass rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái giải phẫu Eva thì có, nhưng mà dĩ nhiên trong văn hóa và chương trình của chúng ta tế nhị, thành ra không có chiếu hình. Nhưng mà cũng nói tới là dĩ nhiên những cái bộ phận dưới thân mật kín đáo của người phụ nữ. Và không những như vậy thì chị biết là cái khung hư đó là tượng trưng cho cái người đàn bà đầu tiên mà đã hư hỏng rồi đó. Thì cái mặt với thời gian lão hóa bị bỏ bê này kia, mà không có chăm sóc, mà cứ ăn thẳng cẳng này kia, thì cái mặt nó hư rồi, đi bỏ tiền ra bao nhiêu cái chất thị trường rồi bắn bao nhiêu, và giống như là rút bao nhiêu chỉ vô lên mặt này kia nó hư. Thì đây là những cái khung hư rồi, thành ra chúng tôi sẽ tạo lại, và đó là nguyên cái bộ phận mà gọi là cái giải phẫu Eva, thưa chị. Và thưa quý vị, trong thời gian qua thì bác sĩ đã trình bày rất là nhiều về mập phì thì hút mỡ được, không hút mỡ không những cho người nữ mà cũng cho người nam. Thưa quý vị, nếu mà ngồi thời trai trẻ thư sinh của mình á, mình có thân hình gầy đẹp á, mà bây giờ tự nhiên mất cái đó thật sự rất là xấu, thưa quý anh. Cho nên là mà sẵn nói với anh thì tôi hỏi chị đó, thì có giải phẫu Eva gì, văn phòng có giải phẫu A-dông không? Dạ có. Là sao chị cắt nghĩa giùm tôi. Thành ra không những quý anh đưa quý chị tới để tìm hiểu cho quý chị, nhưng mà quý anh cũng sẽ khám phá một cái phương cách mà giúp cho quý anh đẹp, thưa quý anh ạ. Thì chúng ta nói một phần về cái điêu khắc cho thân thể người đàn ông kỳ trước, đúng không? Và có thể nói quý vị nào mà muốn chăm sóc cái bộ phận khác của đàn ông thì cứ ra tiệm tìm Ngọc Bính, thì cứ tha hồ ăn đi, thì ăn cái gì bổ cái đó. Thì theo cái quan niệm của Đông Châu hồi xưa 3.000 năm truyền thống thì có thể làm. Đề tài bữa nay là gì? Khi trước chúng ta nói về điêu khắc cho người nam, thì chúng tôi rất là công bình, không kỳ thị ai. Thì bữa nay chúng tôi nói về có thể nói là cái đề tài nam. Nói tới nam là nói về xe hơi, chúng ta so sánh xe hơi. Thì đề tài bữa nay chúng ta nói về phụ nữ, mà phụ nữ thì chúng ta nói về cái gì chị? Về thân hình. Hả?
Không, nói xe hơi thì phụ nữ là cái gì, chúng ta nói về cái bóp. Quý chị thích cái gì mà quý anh thích cái gì lắm quý vị. Dạ, thì thưa quý vị, có thể nói là những cái bóp đó thì nó có ba cái cặp bóp, giống như ba cặp chiếc xe Toyota cũ và Mercedes 2015 rồi tới gọi là một cái chiếc Lamborghini đó. Có cái bóp bình dân thì thưa quý vị, chúng ta sẽ từ từ đi qua ba cái loại bóp mà người phụ nữ họ mong chờ. Thì cái đầu tiên chúng ta nói tới đó là cái thường đó, những người phụ nữ béo phì họ nghĩ tới cái gì, và những văn phòng làm gì hồi đó đơn sơ là họ lấy cái cây, lấy cái máy gì đó rồi họ hút. Thì cái đây là có thể nói là cái đơn sơ nhất, rẻ tiền nhất. Thì những cái kết quả của cái này thì quý vị, chúng tôi cũng xin chia sẻ quý vị thấy, thì đây là những cái kết quả. Quý vị nhìn kỹ thì nó có kết quả đúng không? Thì mập hơn thì nó ốm hơn. Và có những cái hình khác quý vị thấy đó thì nói chung là cũng có kết quả nào. Thì như vậy cũng đủ xài cho nhiều người. Tại cái bóp này là bóp để sử dụng, chứ không phải cái bóp này là để đi khoe hiệu hay là làm gì khác. Thì cái này cũng đủ xài rồi. Thì nếu mà người nào mà đòi hỏi hơn đó, mà với cái cách truyền thống này mà cái bóp này, thì tôi đoán mấy cô mà đi tiệc đại phu nhân hay là đi đám cưới này kia mà mang mấy cái bóp này thì hơi xấu hổ. Thì cái hình mà anh Trường để lên đó, thì lúc mà người ta ở văn phòng nào đó người ta cố hút nhiều hơn với cái phẫu thuật truyền thống này thì nó sẽ nhiều kết quả hơn. Nhiều kết quả hơn là sao? Là nó xẹp hơn với cái giá mình trả và trao đổi là nó sẽ bắt đầu nó nhăn hơn. Và có thể nói đây là cái mức tồi tệ trung bình thôi, có cái mức còn tệ hơn nữa mà tôi không có để lên. Thưa quý vị, đây là cái hút mỡ truyền thống. Nếu mà chúng ta tham và đòi hỏi nhiều hơn thì yes, bận đồ vô thì nó thon gọn hơn, nhưng mà chúng ta có những cái lợm cợm và những cái nhăn. Cái này đó thì hồi tôi ở Cali tôi giật mình, tại vì có mấy bác lớn tuổi thì có thể tiện tụng tiền và nhiều khi là nghe nói là làm gây mê nguy hiểm, rồi họ vô những chui vô cái lỗ nào văn phòng nào làm thuốc tê đó thì ra như vậy. Thì những người như vậy thì họ bận áo dài ra ngoài đi chợ được, nhưng mà nếu mà những cô trẻ mà như vậy tôi không biết là họ chấp nhận và họ có gần gũi với người đàn ông, nhất là chỉ biết là cái chuyện Covid mà bây giờ mà có mấy cụ mà đi tìm mấy cô trẻ đó thì tôi không biết là mấy cụ cũng thích cái nét như vậy không, nhưng mà hình như mấy bác lớn tuổi ở Cali đó để cho một cái chọn lựa sắm những chỗ văn phòng mà làm thuốc tê mà cho bận áo nó ốm hơn, thì đây có thể nói là cái tuyệt cực của cái hút mỡ truyền thống mà nó có những cái trao đổi mà chúng ta phải chấp nhận, thưa chị. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ Trần Hồng Quân, xin phép được hỏi bác sĩ là nếu mà nói là cái hút mỡ truyền thống như vậy với những hình ảnh như vậy đó, thì đó là do cái người bác sĩ hay là do người bệnh nhân hay là do cả hai? Cả hai chị. Chị dạ. Biết là ở Nam Cali hồi đó có, thật sự bây giờ tôi sẽ kể chuyện, mà Nam Cali đó hồi đó có một số người Mỹ. Rồi ở Nam Cali thì họ dễ đi qua Tijuana, qua biên giới, họ xuống Mỹ Tây Cơ. Thì trước khi họ tới đó thì họ hy vọng tìm được một văn phòng ở bên Mỹ để làm, mà làm rẻ như ở bên Mỹ. Mà những người này thì có thể họ không có kiến thức lắm, họ đòi những cái gì tuyệt cực, nói là bác sĩ làm sao chỉ còn da với bắp thịt thôi. Ok, thì thưa quý vị, cái thân hình mà chỉ còn da với bắp thịt mà dính chặt vào nhau đó là sẽ thành một cái lợm cợm, và nhiều khi cái da nó chết. Thì có nhiều người họ bị như vậy, họ ở bên Mỹ Tây Cơ họ làm rồi, họ lết thân về được qua bên Cali xong rồi họ tới văn phòng, thì lúc đó chúng tôi không có nhận. Tại vì cái chữa đó có thể nói họ không có khả năng để họ đụng tới. Và bây giờ đó thật sự thì những người mà tới mà yêu cầu như vậy thì tôi giới thiệu họ tới qua biên giới, tới Mỹ Tây Cơ để họ làm. Dạ. Dạ, vậy có nghĩa cái sự giới hạn của nó là, thứ nhất là tại vì người bệnh nhân có cái financial giới hạn cho nên họ chỉ muốn làm hút thôi. Nhưng mà thôi. Thường những người mà như vậy đó thì họ cũng có một cái thái độ là đáng đồng tiền. Chị biết, hay là tôi dùng cái chữ mà đi ăn buffet đó, thì với một số tiền ít mà họ bỏ ra mà cái đòi hỏi của một cái mức mà để trừ hao đó chị, nhưng mà nói chung nó không có hợp lý. Dạ. Dạ, có nghĩa là chỉ hút thôi nhưng mà không có căng, không có thất, hoặc là làm phương tiện gây tê hay gây mê cho nên nó bị giới hạn. Cái đó là một phần. Dạ. Mà một phần trong đó thì dĩ nhiên chị biết thời 90 đó là cái trong cái ngành bác sĩ da, thì bác sĩ da hồi đó họ chỉ thích làm kem rồi họ nhìn da này kia,
họ không có giải phẫu. Sau này thì dĩ nhiên là cái thị trường mà có tiền thì họ làm nhiều hơn, nhưng thời 90 nhà thương đấu cho bác sĩ da vô trong nhà thương để giải phẫu, thành ra người bác sĩ da cái ngành đó thì họ phát triển ra cái hút mỡ thuốc tê, họ có những cái cây nhỏ, cái kim nhỏ để cho người bệnh nhân làm ở ngoài không có ai kiểm soát. Nhưng mà từ cái đó đó thì lúc mà người bệnh nhân đòi hỏi nhiều thì những cái ống kim nhỏ mà đút vào như vậy đó thì nó sẽ ra những cái hư hại, giống như cái nhà mà chị bắt đầu chị rút hết những cái cột nhà thì nó bắt đầu sụp, thì cái này chị lấy nhiều mỡ ra quá thì nó sẽ thành những cái vết nhăn và có thể nói cái da nó bị hư, có số trường hợp nó bị chết nữa thôi chị. Dạ, có nghĩa là hút thì nó đẹp, nó đỡ hơn nhưng mà không dám khoe, phải không ạ? Dạ, thì cái đó là một cái trao đổi hay chấp nhận cái khổ sở hay cái vui của người bệnh nhân tùy họ nhìn ra sao. Dạ, chị. Vâng. Dạ. Thành ra nhưng mà vậy thì nếu mà chúng ta nói như vậy thì nếu mà cho mấy anh thì sao thưa bác sĩ? Thì cũng như vậy thôi. Còn cái trường hợp mà lúc trước mà chúng ta nói về cái điêu khắc cho người đàn ông đó thì cái đó là một cái những cái làm khác, cần tới gây mê, cần tới những dụng cụ, cần lấy mỡ ra và mỡ vào nữa, chứ không có đơn sơ là chỉ hút mỡ ra tự nhiên chỉ có những cái thân hình điêu khắc mà 6 cục, 8 cục hay là muốn mấy cục gì đó. Nhưng mà vậy thì thưa bác sĩ, vậy mấy anh có làm thất không bác sĩ? Có làm thâm đi thất không? Là tại vì có thì chị biết là trường hợp của nhiều người Tây Phương đi, người Mễ, người da đen, người Mỹ trắng mà tới cái lúc mà họ đã mập nhiều rồi họ xuống cân hay họ béo phì tới mức nào, và thậm chí có một số người cái mức đòi hỏi thay đổi hình dáng đó thì chúng tôi cũng tiến tới làm cái tummy tuck, chứ chúng ta không bây giờ chúng tôi không có hạn chế và nghĩ tới cái căn bụng là chỉ dành cho những người phụ nữ mà sau khi có 2-3 đứa con mới căng bụng. Cái chúng tôi làm bây giờ là cái mục đích là gì, hình dáng cần ra sao, và chúng tôi có áp dụng những cái giải phẫu gì đúng trường hợp, không có đi quá mức và cũng không thiếu sót và đúng để cho ra những cái kết quả đó, thưa chị. Dạ. Dạ. Và thưa quý vị, Vân đã thấy văn phòng có làm cho mấy anh hút thì rất là đẹp và nó không có nặng nề, nó không có mệt mà nó rất là thẩm mỹ, tại vì khi mà mất cái dáng rồi thì không có đẹp, thưa quý anh. Dạ. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ, cái điêu khắc mà hút mỡ một cách chuyên môn á thì là chuyển mỡ luôn, là vừa hút và vừa chuyển. Cái đó chị nhớ chương trình đàn ông chúng tôi nói, hình như mấy cô là cũng mơ ước được tặng cái bóp này, nếu không thì cũng đòi hỏi là người đàn ông của mình cũng mua cái này cho mình, hoặc là bớt cái bóp ra thì làm được cái bụng. Có thể như vậy thưa chị. Thì cái bóp bình dân hồi nãy chúng ta thấy đó có thể vài chục tới 100 đồng, thì cái bóp LV Chanel tôi chỉ để lên LV thôi tại cái đó thường xuyên hơn, và có thể nói là hồi tôi ở Cali đó thì 2000 đó thì không những mấy cô, mấy bác, nhưng thậm chí mấy em mà mới ra trung học thôi là đã quất một cái bóp này đi ra ngoài nhất ở quần cam để khoe. Cái này là một cái văn hóa có thể nói đòi hỏi phải tối thiểu để họ so sánh với xã hội. Thì có thể cái bóp này chúng ta tạm nói thì cái bóp bình dân lúc trước chúng ta thấy của mấy người mọi da đỏ họ làm họ bán rẻ đó thì có thể vài chục đồng tới 100 đồng. Cái những cái hạng bóp này có thể nói lên tới một vài ngàn đi, thì cái đó là cái bóp LV Chanel. Thì cái đây là tượng trưng cho cái điêu khắc, thì cái trình độ, cái đòi hỏi nó nhiều hơn. Thì chúng tôi làm cái gì? Những cái dụng cụ mà dùng cho cái hút truyền thống chúng tôi không có dùng, nó không có đủ tạo ra. Nhưng mà để cho cái trình độ điêu khắc này chúng ta phải hiểu biết tới cái hình dáng đẹp. Đây là thân hình của người phụ nữ, thì quý vị thấy đó, cái tiêu chuẩn điêu khắc đó là cái này là có thể nói nó đã đi một vài bậc, nó cao hơn và nó khác hơn với cái thân hình mà người ta chỉ hút ra rồi. Yes, nó xẹp hơn, nó nhỏ hơn, nó không có hình dáng. Cái này có thể nói là nhìn vào là thấy những cái chỗ, có thể nói đây là những người sanh đẻ ra Chúa ban có thân hình đẹp, hay là cái thứ hai là họ vô phòng thể dục, phòng gym họ tập mà có những cái thân hình nhìn là biết không phải cái người mập, không phải người đó mà bỏ đồ ăn vô miệng ăn suốt ngày, mà họ cũng có khỏe mạnh, họ có thể chạy bộ, tập yoga. Thì cái nét thân hình này đó chỉ thụt cái ống vô hút mỡ chị không có thể tạo ra được. Và cái này đó là có một cái giải phẫu, một cái trình độ và những cái dụng cụ cao hơn để tạo ra cái thân hình. Đây là cái tiêu chuẩn của cái điêu khắc. Thì đó là tại sao mà chúng ta đi từ cái bóp mà tạm xài được truyền thống cho tới cái bóp LV Chanel. Và xin anh Trường để vài cái hình kế. Thì đây là mở ra,
Mở ra thì đây là cái thân hình và dùng theo cái tiêu chuẩn thì chúng tôi có thể tạo ra những cái nét này. Thì nét này chị thấy là của những cái cô mà cũng có tập thể dục, thấy không? Thì đây là những cái nét có thể nói là thế hệ bây giờ thì người ta thích cái này hơn. Chứ còn cái mà chỉ xẹp thôi là có thể nói giống như là bên Việt Nam mấy cô nhìn đói suốt ngày suốt đêm để ra thân hình ốm liễu yếu đào tơ cho mấy anh thích đó, thì cái đó là chị hút mỡ, hút bất cứ cách nào cũng được. Thì đây là những cái nét nó biểu lộ ra là cái gì, cái body fat, cái phần trăm body fat của mình nó ít hơn thì nó hút ra, nhưng mà cái chỗ nào mà nó biểu lộ ra một chút xíu cái nét bắp thịt thôi. Người phụ nữ thì cái tiêu chuẩn và cái nét chúng tôi không có làm như người nam, nó sẽ sai đi. Và quý vị sẽ thấy trong vài phút sau thì chúng tôi sẽ nói tới cái trường hợp như vậy. Dạ. Thì cái này là quý vị thấy là không những chỉ hút mỡ, nhưng chỗ nào mà cần hủng, chỗ nào cần giữ đầy đặn, chỗ nào mà ra cái nét. Tại sao người phụ nữ cái đẹp của họ là họ có những cái nét cong chứ không có những cái cục. Thành ra đây là cái gì mà cái đòi hỏi của cái mức mà gọi là tới cái mức điêu khắc thì nó ra những cái trường hợp như vậy. Dạ. Đàn ông thì có 3 cái nét trên thân hình vậy, thì còn phụ nữ thì sao thưa bác sĩ, có bao nhiêu nét? Thì nếu chúng ta lý luận vơ vẩn theo cái kiểu chánh trị hay là mấy em hồi đó tôi cũng trong cái thời đó thì mấy em mà trong trường đại học mà ngồi lý luận trời đất này kia và công bằng thì đàn ông có 3 nét thì đàn bà công bằng thì cũng 3 nét, nhưng thực tế là cái gì? Thì chúng tôi có thể tạo ra 3 nét cho người phụ nữ hệt như người đàn ông. Nhưng mà cái có thể nói cái kế đó, đây là cái bóp sư tỷ, ok. Bóp này bóp đại phu nhân, bóp này là bóp 3 đường. Chị biết 3 đường là bóp gì không? Không. Bóp sugar daddy. Sugar daddy là 3 đường, ok. Đó, nói theo tiếng Việt thì cái bóp này đó thì có thể quý vị mà lên mạng mà tìm cái giá này khoảng chừng 90-100 ngàn, ok. Thì có thể nói này là bóp sư tỷ, bóp dữ dằn rồi. Nhưng thực tế đó, người phụ nữ nào mà họ tới một cái nhìn tuyệt cực mà có thể nói là nhiều khi mà đời sống họ 24 ngày họ chỉ tập thể dục, thể thao, họ tập tạ thôi thì nên làm tới mức này. Nhưng tôi cũng ngại tại vì nó mất đi cái nét phụ nữ rồi. Thì quý vị thấy cái hình này đó, thì với phái nam chúng ta làm cái mức tuyệt cực cho cái điêu khắc đó thì cái đó là một cái tốt, đây là cái nét nam tính. Nhưng mà lúc mà chúng ta tạo ra cái mức như vậy cho người phụ nữ kế bên á, thì có thể nói là không còn cái gì nữ tính mềm mại của một người phụ nữ nữa. Thì cái này có thể cho những người professional bodybuilder, nhưng mà một người bệnh nhân bình thường thì làm tới mức này giống như là đi ra ngoài khoe cái bóp 90-100 ngàn, tôi nghĩ có thể hơi khùng đó chị. Dạ. Thì đó là super điêu khắc đó phải không? Đó là super điêu khắc. Và có thể nói cái hình dáng này, những kết quả thì chị nhìn vào đi. Thì từ cái trước khi làm đã được rồi mà tới cái mức mà làm mà họ đòi hỏi như vậy, có thể cái nó đi quá mức đi. Và dĩ nhiên cho người Á Châu thì tôi nghĩ cũng quá mức. Cái nét này có thể nói là cái nét quý vị nhìn cái vai đó và nhìn cái thân hình đó là có thể nét của vợ cựu tổng thống Obama, tức là cô Michelle Obama. Thì chị thấy cái tướng này đó là cái tướng rất nam tính. Thì chúng ta nhìn cái này chúng ta có thể nói chơi là trong cái nhà của ông tổng thống Obama chúng ta biết ai là núp bóng hồng quần rồi, ok. Thì cái này nó quá nam tính, ai là người chỉ huy trong gia đình rồi. Thì thưa quý vị, để cho cái tiêu chuẩn điêu khắc đó thì tạm xài được, bóp bình dân làm cho nó sẽ bớt đi thì cũng được. Còn quý vị nào mà muốn cho kết quả nhiều hơn nhưng mà nó hợp lý và vẫn còn có thể nói là nữ tính và sexy thì tới cái LV Chanel đủ rồi. Nhưng mà quốc tới cái Hermes tôi nghĩ là nó có thể nói là nó quá đáng. Chỉ biết là cái thế giới giới tính đi, ok. Chúng ta đừng ngồi đó là ai cũng là đàn bà hết rồi, miễn sao tôi nghĩ tôi là đàn bà là được rồi. Cái thế giới mà chuyển tính á, mà từ nam mà họ muốn thành nữ đó, họ vô những văn phòng họ nói gì? Tôi muốn tôi thành người đàn bà sexy, tức là sao? Họ muốn thành cái người đàn bà điêu khắc. Không có ai nói tôi muốn giống như người đàn bà đô con mà có cái nét nam tính. Thành ra cái đó nói chúng ta cái gì? Trong cái nhìn của một người mà đã một đời mà đã là nam tính rồi thì họ muốn có ra cái hình ra ngoài đường mà họ được nhìn như cái hình mà tiêu chuẩn điêu khắc bây giờ, là họ muốn người lạ nhìn vào họ hay người đàn ông nhìn vào họ nói wow, đây là cái người đàn bà sexy tôi muốn lấy về, tôi muốn như mấy cụ mà muốn sáp lá cà với cô Covid gì đó. Thì họ không có muốn là ồ, tôi nghĩ tôi là nữ tính là được rồi nhưng mà hình tôi đô như đàn ông. Thì nói chung cái đó là một cái bài học chúng ta có thể rút ra từ những người mà lúc mà họ đòi hỏi làm nữ tính thì họ muốn giống như là cái tiêu chuẩn nữ tính lý tưởng, thưa chị. Dạ.
Dạ. Vậy thưa bác sĩ, Vân xin được hỏi bác sĩ là văn phòng bác sĩ cần làm những cái điều gì, cần có cái gì để mà điêu khắc thân hình và điêu khắc thành công thưa bác sĩ? Dạ. Có những cái mổ mà nhiều khi bác sĩ phải gửi cái người bệnh nhân về nhà và yêu cầu phải làm một cái số việc gì đó rồi vài tháng trở lại mới nhận, có trường hợp đó không thưa bác sĩ? Có, cái đó thì tùy hoàn cảnh của người bệnh nhân. Thưa chị, thì về cái phần trách nhiệm vai trò của văn phòng thì người bác sĩ dĩ nhiên là phải có chuyên môn về cái này. Những cái giải phẫu này không phải giải phẫu đơn sơ, đó là một chuyện. Những cái dụng cụ này đó để tạo ra những cái thân hình như vậy cũng không có phải là chị bỏ một vài ngàn rồi chị mua cái máy, hay thậm chí lấy cái máy mà phá thai trong mấy văn phòng đó rồi chị hút hút ra, nó không có ra những trường hợp này. Chị biết trong phòng nha sĩ cũng nhiều khi chị vô chị làm răng rồi có những cái máy hút, nó cũng không phải là mấy cái máy đơn sơ như vậy. Thành ra đừng có tưởng cái máy hút nào nó cũng sẽ tạo ra máy hút, máy săn chắc da, và thậm chí có nhiều trường hợp chúng tôi lấy cái mỡ đó chúng tôi còn bỏ vào chỗ khác mà đúng chỗ để ra những cái nét, những thân hình đó. Thì cái đó là về cái phần bác sĩ. Về cái phần bệnh nhân thì tôi, tại sao mà tôi gọi cái này là giải phẫu IVA thưa chị, thì tôi nói rồi, IVA bị tống cổ ra khỏi cái giường thiên nhiên của Chúa. Tại sao? Bả quậy và bả bậy, đúng không? Đó, thì bây giờ đó chúng ta tạo lại thân hình đẹp, cái lý tưởng, cái mà nên có, đã có cho người phụ nữ, thì chúng ta giải phẫu IVA thành cái IVA cuối. Ok, mối tình đầu thì được không được chuyện khác, nhưng mà cái mối tình cuối là cái quan trọng. Thì cái người bệnh nhân mà hợp với cái này lý tưởng là người bệnh nhân họ biết nghe lời theo cái lời hướng dẫn. Thì giống như IVA đầu hư rồi, ok, bị đuổi ra khỏi cái giường thiên nhiên rồi, IVA cuối cùng xin vâng. Đó, 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 đó là cái giải phẫu. Đó là cái sao? Cái chữ fiat, fiat của người Ý là xin vâng. Thành ra người đàn bà cuối cùng, người đàn bà xin vâng. Thì cái này là người đàn bà mà họ bỏ tiền ra, họ muốn thân hình như vậy, họ phải nghe lời, họ phải làm theo những cái hướng dẫn để nó ra những thân hình. Tại cái chăm sóc này không phải chị ngồi dậy từ cái giường mổ xong rồi là sau đó là mặc kệ cái chuyện gì nó sẽ ra. Chị có thời gian, chị phải chăm sóc, làm những cái gì đúng theo lời hướng dẫn thì nó mới ra những cái chỗ mà khắc, những chỗ đầy đặn, những chỗ hủng, những cái nét mà hấp dẫn của người phụ nữ. Dạ. Dạ, và thưa quý vị, khi chúng ta đến với một văn phòng bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, cũng như là khi bác sĩ Hùng Anh giải thích về những cái chương trình mà lấy mỡ bỏ lên ngực đó, thì ông Vân thấy một số chị đã vào, khi bác sĩ nói đến những cái chương trình mà mổ hàm thì ông Vân thấy yes, các chị bắt đầu đi gọi và vào văn phòng vì đã bị mổ hàm ở tại Việt Nam mà không có thành công, và có những cái vấn đề nhai khó cộm đủ thứ hết. Thành ra đối với mấy anh đó thì Hùng nghĩ rằng nó đơn giản hơn là với mấy chị, vì có một số chị thì nói là ô, nếu mà mình chỉ đổi cái ngực khác thôi ở một cái văn phòng khác thì nó dễ dàng quá, nhưng mà khi mình muốn lấy mỡ đem lên thì mình được eo thon nè, hông thon, bụng trên bụng dưới và đùi nữa không chị? Nhưng mà thưa chị, nhiều chỗ đó thì nói chung là miễn sao họ câu bệnh nhân vào rồi họ lấy cái tiền đó họ làm, họ ra cái tiếng làm, nghe nói nhái những hành động làm, nhưng thực tế nó không như vậy. Nhiều văn phòng đó thì họ hút mỡ ra, cái mỡ đó nói chung là vứt bỏ luôn cho rồi, tại lúc mà bỏ vô nó không có thành công. Thành ra có bệnh nhân tới văn phòng họ nói ủa ông bác sĩ này, ông nói là ông sẽ lấy mỡ rồi ông bỏ vô mông tôi thích quá rồi ông không tính tiền, xong rồi mông tôi nó còn nhỏ hơn trước khi làm nữa. Thì cái mỡ thành công nó không có bao giờ ra như vậy, nó không bao giờ thất bại một cách thê thảm như vậy đó. Nhưng mà đối với người bệnh nhân thì có thể nói cái mỡ thì họ nghe, bắt đầu nghe, đã nghe. Nhưng còn cái chỗ thành công thì họ phải tìm kỹ càng hơn, dù là ở Việt Nam, dù là ở Mỹ hay là bất cứ chỗ nào. Dạ. Dạ. Vậy thì nếu mà nói tóm tắt về điêu khắc 1, điêu khắc 2, điêu khắc 3 thì bác sĩ có điều gì để đúc kết cho quý khán giả dễ nhớ? Dạ. Thưa quý vị, thì quý vị thấy là chương trình này nó vào một cái giai đoạn mà không phải chúng tôi có một cái đề tài đơn sơ mà chúng tôi nói. Thì giống như là làm bất cứ cái gì, chúng ta hòa hợp những cái phẫu thuật, những cái giai đoạn khác nhau. Giải phẫu IVA là thay đổi toàn thể cái thân, thì cái người không có eo thì chúng ta rút xương, mà nếu mà đã có sanh con mà cộng thêm cái căng bụng hay cái hút mỡ, tạo vòng 1 cho nó to, tạo vòng 3 cho nó đầy đặn, làm nhỏ cái vòng 2. Và có người họ muốn đòi hỏi hơn là làm ra thân hình nó khỏe mạnh, cái thân hình điêu khắc, thì phải gom vào tất cả những cái giải phẫu khác nhau, chứ không có phải là bệnh nhân vào ô bác sĩ tôi muốn căng bụng cái xong rồi tự nhiên nó ra nguyên cái thân hình như vậy. Yeah.
Dạ, Hồng Vân và bác sĩ cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp. Cảm ơn quý vị đã gọi từ khắp nơi, đặc biệt hơn nữa là hệ thống DirecTV đã chuyển tải chương trình của bác sĩ đến và nhiều quý vị ở khắp nơi đã gọi. Hồng Vân ước mong rằng văn phòng sẽ được đón tiếp quý vị trong một ngày rất là gần, để mà phương tiện đi xe dễ dàng hơn thì quý vị sẽ đến và được bác sĩ giúp cho quý vị được đẹp. Hồng Vân và bác sĩ chúc quý vị khỏe, trẻ và đẹp. Thì liên lạc 832-874-6000, trung tâm mycareplasticsurgery.com. Mời bác sĩ gửi lời chào. Dạ, chỉ một lời cuối là quý vị thật sự không cần cái bóp đại sư tỷ. Cái đó là cái lời ngắn cuối cùng của tôi. Dạ. Dạ vâng. Dạ, có thể quý vị gửi đi mấy cái bóp thì có thân hình đẹp. Xin trân trọng kính chào.